Vâng, xin chào bác nha, chào anh em. Em đang test nhanh cả một bộ combo cho bác khách đây, đang test thử cho bác luôn với một em mic không dây JB Pro Sound S850 hàng chính hãng. Kết hợp cùng với em Vanker lai số công nghệ bóng đèn của LS Aquatic model là D555 Ultra đấy các bạn. Test luôn cho bác anh em luôn và cũng test thử cho bác khách luôn. Cái combo này anh em có thể về nâng cấp dàn âm thanh karaoke gia đình quá tuyệt vời các bác nhé. Về chất âm của NS Aquatic D555 Ultra này thì em test quá rất nhiều video cho bác anh em rồi. Từ hát thử hay là thử cái khả năng chống hú và thử luôn cả cái chất lượng âm thanh phần effect của nó. Nhưng hôm nay thì kết hợp cùng cả với em mic JB Pro Sound thì em sẽ test thử luôn tiếng cho anh em luôn nhé. Để cho bác khách xem thôi. Combo này giá rất là mềm đúng không ạ? Giá rất là đẹp cho anh em luôn. Tay mic của JB Pro Sound S850 đây. Trước lúc đó thì em sẽ test thử tiếng nhạc cho anh em nghe thử với nó nhé. Thử một đoạn nhạc cho bác anh em nhé. Em bây giờ em sẽ test thử tiếng mic cho bác anh em luôn. Đấy, test luôn khả năng chống mũi cho em luôn. Loa ngay bên cạnh đúng không ạ? Đây em quay cho anh em xem đây. Loa ngay bên cạnh luôn nhé. Đấy, nghĩa là rất gần đấy các bác anh em. Đó, test luôn thử cái tiếng mic cho anh em luôn. Nghe thử. Đó, em này thì có đầy đủ reverb nên là tiếng nghe rất êm ái đúng không ạ? Đây em đang để reverb bình thường thế nhá. Reverb 15 đã đây. Xin lỗi các bác. Reverb nó ở bên phần effect này cơ. Vượt phone này, vượt tham này đó. Nếu anh em có thể tùy chỉnh theo cái phần delay này đấy, delay trái phải nó riêng biệt nhiều vang nhiều nhạy hơn anh em có thể tùy chỉnh, hoặc là nhiều vượt hơn anh em đều thì chỉnh được hết. Nhiều cấp độ trùng khác nhau đấy, cấp độ trùng 3 này, 4 này, 5 này, rất nhiều cấp độ trùng khác nhau cho bác anh em luôn. Xử lý bằng công nghệ bóng đèn này thì quá yên tâm một điều, đó là về cái chất lượng âm thanh thì quá là ok luôn, quá tuyệt vời đúng không ạ? Trong tầm mật khúc dài này. Test cho quát anh em combo luôn nhé. Và giá của combo này thì em sẽ để trên phần tiêu đề cho anh em tiện theo dõi luôn. Giá bao ship tặng dây rắc kết nối đầy đủ cho anh em luôn và bảo hành 24 tháng. Các bác nhận hàng, các bác thanh toán không cần để đặt cọc các bác nhé. Đó, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì bác thanh toán. Và anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh.